Hello, xin chào tất cả mọi người. Ở nhà mùa dịch mọi người sẽ làm gì? Hôm nay mình nổi hứng làm một loại thức uống đang rất hot. Đó là cà phê bọt biển đến từ Hàn Quốc. Chúng ta sẽ chuyển trên bàn làm việc của mình luôn nha. Nguyên liệu đầu tiên là cà phê đen hòa tan. Chúng ta sẽ cần một ít đường, nước sôi mới nấu và sữa tươi, có đường hoặc không đường. Cuối cùng là một cây đánh trứng. Chúng ta bắt tay vào làm thôi nào. Đầu tiên mình sẽ cắt cái bịch cà phê này ra. Mình sẽ dùng cái muỗng này để đong cà phê. Và mình đong được 2 muỗng cà phê. Các bạn nhớ là chỉ dùng cà phê hòa tan là cà phê đen thôi nha, không được sử dụng cà phê sữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm 2 muỗng đường theo tỷ lệ 1:1. Tiếp theo là 2 muỗng nước sôi. Đây là hỗn hợp của chúng ta. Rồi mình sẽ cho cây đánh trứng vào và bắt đầu đánh nha. Đánh thật là nhiệt tình nào các bạn. Chúng ta sẽ đánh cái hỗn hợp này đến khi nó chuyển màu nâu sáng. Có thể là sẽ mất khá là nhiều thời gian để đánh bông cái hỗn hợp này, nhưng mà đừng quá nản chí nhé. Nếu nhà bạn nào có máy đánh trứng thì hãy sử dụng để cho việc này nhanh hơn. Rồi, giờ thì hỗn hợp này đã chuyển sang màu nâu sáng, dẻo và có cảm giác nặng tay khi khuấy. Chúng ta sẽ cho đá viên vào ly. Và mình sẽ đổ sữa tươi vào. Có thể dùng sữa tươi không đường hoặc là có đường. Hãy thật là khéo léo để múc phần cà phê bọt vừa đánh lên trên, để ly cà phê trông đẹp mắt nhé. Chúng mình có thể tạo phần chóp nhọn nhọn, nhìn cho nó giống như là bọt kem. Vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể tận hưởng những giây phút thư giãn với món cà phê đến từ Hàn Quốc này. Nghe nói là nhâm nhi cùng một chút bánh ngọt thì sẽ càng ngon hơn. Vậy là ly cà phê của mình ngày hôm nay có thể nói là thành công đó các bạn. Nhưng lần sau mình sẽ cho ít đường hơn, bởi vì mình cảm thấy nó hơi ngọt một chút. Nếu thích thì hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh Amy Channel nha. Còn bây giờ, tạm biệt các bạn. Bye bye.